Nó đi nè. Đó. Cái 40 ngàn. Họ mua cái 40 ngàn thôi. 40 chục. Không. Cái đắt thì mấy bữa cái màu đen kia lại ngứa, mà cái này lại không ngứa. Chị xe mờ có xe luôn. Cái kia thì ngứa, mà cái này thì không ngứa. Cái kia là chị phải lót cái khăn xô vô không ngứa. Không, chị đâu có đem móng tay.
hết pin. Tâm linh. Mưa không được chị đưa qua cho em à. Thank you.
đó cũng được. Y cái bản tội phạm hả? Ghê vậy. Quýnh nữa đi. Ngọc là người bí ẩn nào. Thì cái đứa không nhận ra lý nay đã khác xưa. Em là con gái đi mà chắc được đường được mắt để yêu anh. Ngọc quá hả? Nó rút chìa khóa hả? Ba rút chìa khóa họ nhiều quá rồi chứ, quá sợ biết không?